Vâng, xin chào các bác nhé. Hôm nay em phải cập nhật hàng về và lên giới thiệu cho các bác toàn những mặt hàng đầu gấu nhá. Như em Yamaha, súp Yamaha FVK1500 khủng nhất luôn, rất là gấu. Một em GVC chống cơm, một em Boss hệ thống 5.1 các bác nhá. Và một em dàn mini dòng cao, những mặt hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc. Đấy, toàn là đầu gấu gửi đến cho các bác nhá. Vâng, mã số 1 em chống cơm GVC NB70 các bác nhá. Em này thì rất là gấu. Đấy, các bác nhìn thấy không? Một màu đen. Đấy, em này thì được trang bị hai súp hông hai bên này các bác. À, hai bên hai súp hông này rất là khủng luôn. À, sở hữu hai loa bát 16 các bác nhá. Em này thì size ngang là 67, chiều cao là 24, Hà Nội Nhật. Hà Nội địa Nhật, sử dụng điện 110V. Chơi các chức năng là CD, USB. Đấy, kết nối Bluetooth không dây các bác nhá. Đấy, hai volume này, volume súp, volume tổng. Các bác chơi CD thì đây. Vào đây. Em quay vòng nhá, có quay sách này. À, em này thì rất là đẹp. Các bác có thể để trong phòng khách hay là mang đi chơi du lịch ra ngoài đều được nhá. Em đó thì chơi được cả điện DC 12V này, đấy, điện 110 có cắm vào đây nhá. Học pin nhá. Đấy, gấu lắm. Em này thì bát đánh rất là phê. À, tiếp một đoạn nhạc CD này, các bác cho đĩa vào nhá. Tiếp một đoạn đĩa siêu xước này. Em này mắt tốt nhá các bác nhá, tất cả đều là dính nguyên bản. CD mình ấn play vào đây. Có cả khiển zin các bác nhá, có cả khiển zin luôn. Dài chinh chiến từng lũy che muộn phiền, tôi có người vợ ngoan. Lách bài này mắt đọc rất là tốt nha. Đấy, có thể em test cái đĩa rất là xước luôn, đọc ngon lành cành đào nha. CD ok, mình nghe Bluetooth này, ấn sang chữ AirPods để giúp em nhé. Em tiếp một đoạn nhạc Bluetooth từ điện thoại các anh nhé. Trả lại em đêm dài chung đôi bóng dưới trăng sao, trả lại em con đường im bóng mát của ngày nắng, trả lại em anh đèn công viên đó dưới mưa bay, những đêm chủ nhật nghe phố phường khô gót giày, trả lại em ân tình xa xưa đó dưới trăng sao. Bát rất là phê các anh nhá. Mã số 1 em GVC NB70. Đấy, có mức giá là 5 triệu đồng. Đấy, kèm khiển zin các bác nhá. Đấy, khiển zin rất là đẹp luôn. Đấy, 5 triệu đã bao gồm ví ship, tặng kèm các một CD luôn. Tiếp tục sang mã số 2. Vâng, mã số 2 là em Pioneer HM76. Em này dòng cao cấp các bác nhá. Đấy, thì chơi các chức năng là CD, USB, kết nối Bluetooth không dây và đặc biệt là có cổng giải mã từ Smart TV xuống các bác nhá. Về có cả khiển zin này. À, rất là đẹp luôn. À, đặc biệt là có wifi các nhá, bắt được cả mạng wifi. Đấy, càng còn rất là đẹp. Kích thước của em nó là ngang là 59 nhá. À, chiều ngang là 59, chiều cao là 20. À, chiều cao là 26 các nhá, chiều cao là 26. Còn chiều sâu là 33 các nhá. À, em này còn rất là đẹp luôn. Tiếng của em này thì cực kỳ là sạch. Công suất là 50W một loa, nguyên một bộ là 100W 4 ohm. Loa thì còn vuông thành sắt cạnh nhá. Em này thì có thể, các bác có thể bày biện ở phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc đều được. Mẫu này em bán rất là nhiều rồi. Âm thanh của nó rất là hay và chi tiết. Chất lượng các anh nhá. Âm thanh rất là chi tiết và chất lượng. À, trên điều khiển có nút chỉnh tông này các anh nhá. Chỉnh tông là chỉnh bát này. À, chép này, super bát nhá. Tiếp một đoạn nhạc CD này. Âm thanh của này chi tiết ngọt ngào. Nghe nhạc thư giãn. Thank you.
trời đất xanh như em với anh. Này người yêu em thương mến ơi, anh hãy yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sao chẳng thật, vì em ra đi trước anh. Này người yêu khi anh nhớ em, hãy ngước lên trời xanh. Mình đã gửi con tim qua phong thư màu xanh, mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ anh. Này trời xanh có thâu có biết trái tim này, còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong. Lệch bài này mắt đọc rất là tốt coi nha. Em này là cam kết riêng nguyên bản, tất cả riêng nguyên bản này. Em này là giải mã, các bác ấn nút em sang digital nha, là các bác cắm từ cổng quang xuống này. Đấy, kết nối bluetooth không dây này, bằng bluetooth nha. À, vâng, tên bluetooth của em nó là HM76 các bác nhá. Chơi đa thể loại nhạc luôn. Tiếng của em này rất là sạch và trong trẻo nha. Đấy, kết nối điện thoại, TV, máy tính đầy đủ. Đấy, mã số 2, em Pioneer HM76. Đấy, có mức giá là 7 triệu các bác nhá. USB của em nó thì định dạng nhà file nhạc lossless luôn. Rất là đẹp luôn. Tiếp tục sang mã số 3 các bác nhá. Vâng, mã số 3 là em Boss hệ thống 5.1 nhá. Lifestyle 18CD2 các bác nhá. Em nó rất là gấu luôn. Đấy, hệ thống 5.1. Đấy, đây hai loa này. Ở trên là ba loa các bác nhá. Sở hữu một lò súp rất là gấu luôn, các bác nhìn thấy không? Cái hậu rất là sâu, công suất lên tới 300W các bác nhá. Lên tới 300W, để em mở cái căng loa bot, loa súp ra này. Đấy, các bác thấy không? Hai súp luôn, hai lò súp rất khủng này, lỗ thông hơi này. Em này công suất lên tới 350W. Đấy, còn nguyên bụi này các bác, rất là khủng luôn nhá. Nghe nhạc xem phim bao phê luôn. Em này thì chơi CD, DVD, có cổng giải mã từ Smart TV xuống nhá. Đấy, kết nối điện thoại, TV, máy tính. Công suất 350W rất là khủng. Em này thì quá là hay luôn. Đấy, em quay mặt sau. Vâng, đây là mặt sau coi nhá. Đây là cục này. Có cổng in vào từ Smart TV xuống này. Đấy, đường này xuất ra. Đây có cổng một cổng xuất ra ngoài âm ly khác này. Làm đát giải mã được coi nhá. Em này thì mà in USA. Đấy, đây là cục lò súp này. Khủng lắm coi nhá. Rút nguồn ra luôn. Đấy. 350W điện 100 110, mang in USA. Đấy, Mexico các nhá. Đấy, dây thì em sẽ hướng dẫn các bác cắm sau. Đấy, coi nhìn không? Đây chỉ là hai cái loa thôi, hai cái loa mà cần này dây này. Dây rất là dài nha, trên 10 mét một sợi. Đấy, các bác có thể nghe những phòng trên 50 mét vuông ok nhá, hay là phòng trà. Đấy, phòng trà hay phòng quán cà phê đều được. Quán cà phê chỉ cần một bộ này thôi các bác nghe thoải mái luôn. Cái dây tín hiệu cũng dài trên 10 mét này. Đấy, khủng lắm các bác nhá, em này thì quá là tuyệt vời luôn. Cái cục súp thì nó sử dụng điện 100 110V, các bác có thể cắm trực tiếp nhé. Còn cái cục adapter này là chạy cho con đầu này coi nhá. Đấy, nó sử dụng điện 33V các bác. Đấy, cục boss Mỹ này sử dụng điện 33V USA coi nhá, thì bác sẽ cắm điện vào điện 110 luôn. Đấy, rồi em tiếp một đoạn nhạc các bác kiểm âm nhá, từ máy tính trước đây. Súp bao phê. Yeah.
Vâng, nhưng mà thấy thì đánh quá là phê luôn. Đấy, rất là nhiều loa. Đây có 5 loa xì ngầu coi nhá. 5 loa xì ngầu rất là lặng luôn này. Đấy, đẹp keng coi nhá. Em là đẹp keng, không có một xuất sát gì đâu. Đấy, mới test AUX OK nhá. Em test qua CD. Các bác chơi CD hay DD thì nó sẽ có một cái lắp đậy đây nhá. Thì nó có phím bấm ra này. Đấy, play CD. Đấy, cho đĩa vào đây nhá coi nhá. Thì có tăng giảm volume ở đây luôn. Đẩy vào rất là hoành tráng luôn nhá. Thì có khiển zin này. Mình chuyển sang CD với em. CD DVD này. Lách bài góc này. Bắt đầu rất tốt nha. CD DVD OK. Em này thì nó có chỉnh chuyên sâu. Bác nào chốt thì gọi video em về hướng dẫn nha. Nó có chỉnh chuyên sâu nữa. Nó sẽ rất là mất thời gian. E căng của nó đây. E căng sắt các bạn nha. Đậy vào trông rất là hầm hố luôn này. Em mới test âm thanh và các tính năng các bạn nha. Mã số 3, em bót 5.1 có mức giá là 10.500.000 các bác nhá. Siêu gấu luôn. 350W, giá đã bao gồm phí ship các bác nhá. Rồi tiếp tục sang mã số 4. Vâng, mã số 4 em Yamaha FVK1500 đem súp các bác nhá. Súp điện và là model lớn nhất của hãng và là vua súp Nhật luôn, rất là khủng. Các bác nào chơi karaoke hay nghe nhạc thì nghe quả súp Yamaha F1500 là biết rồi. Đó là vua súp Nhật nhá. Nó thì đây, về có cả khiển zin này. Dây nguồn zin này, sách vở đầy đủ. Em này đẹp như mới luôn. Không một viên xước các bác nhá. Đặc biệt là lỗ thông hơi này các bác. Lỗ thông hơi đằng trước. Các bác có thể để bất kỳ nơi đâu. Nó cũng không bị kiểu ép hơi các bác nhá. Quay một vòng này. Quay một vòng này. Em nó đẹp. Okay. Lông nha các bác nhá. Em đã tháo củ loa và phân tần ra để các bác cùng chiêm ngưỡng này. Mặt sau của em nó này. Đấy, đây là sẽ gắn cái phân tần vào đây các bác nhá. Công suất á. Ây da. Khá là nặng. Quả này nó khoảng tầm gần 30 kg các bác nhá. Gần 30 kg. Rất là đẹp luôn và công suất lớn. Các bác có thể chơi trong phòng mà trên dưới 50m2 OK nhá. Em này là nghe hay, bày đẹp. Các bác có thể bày ở phòng khách của em này rất là đẹp nhá. Màu gỗ này các bác nhá. Đấy. Đây là quay ngoại thất rồi, ngoại thất rất là đẹp các bác nhá. Còn bên trong thì nó sẽ sở hữu một quả loa bát 30 các bác nhá, bát để bát 30. Các bác nhìn thấy gấu chưa? Nhìn quả gân này, trời ơi. Nhìn đúng là uy tín luôn. Vua súp Nhật này. Đấy. Em nó thì sử dụng hai nhện các bác nhá. Hai nhện luôn. Hai nhện, các bác nhìn thấy kia không? Được bọc từ này. Từ là được bọc từ neo các bác nhá. Đấy, có ngoài có lớp vải này. Zin đét luôn. Em này còn quá là mới. Về em tháo ra em cho bác cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em nó này. Đấy, em này oánh thì thôi rồi, phê lòi luôn. Đấy, súp ấy. Quá là gấu các bác nhá. Bát zin tất cả đều zin nguyên bản hết, từ bát cho đến nội ngoại thất nhau nhá. Em này quá là gấu luôn, em nhìn quả bát em thích lắm. Rồi, đây. Đây là phần công suất này các bác nhìn thấy không? Chi chiết linh kiện này. Đấy, sò còn rất là mới luôn các bác nhìn thấy không? Những cái ốc này còn sắt xi 7 màu các bác nhá. Chưa một vết chấm hàn xì nào. Đấy, các bác về nhà có thể tự mở ra kiểm tra. Có một chấm hàn xì hay qua sửa chữa em tặng súp luôn. Đấy, đẹp lắm em ơi. Đẹp lắm các bác nhá. Đấy, mặt sau này. Quá là uy tín luôn. Đấy này. À, đây là mặt sau các bác nhá. Đây, mặt sau của em nó này, điện 100V, 185W các bác nhá. Đấy. Tỏa nhiệt này. Rồi em sẽ ghép vào và test chất âm cho các bác nó xem nó khủng đến cỡ nào. Vâng, có thấy không? Hai quả súp bát 30 úp đất này. Đấy, xoáy vào trông là rất là gấu luôn. Đấy, cái
cái gân của nó như là cao su, có một lớp vải như kiểu là bố luôn coi nha. Quả này các bác mua quả này một lần thôi cho nó đáng chơi. Nếu có thay dàn coi ok, nhưng mà súp không phải thay nhá, vì em này là khủng nhất rồi. Đấy, nó có màng bảo vệ lón nha coi nhá. Vâng, em mới dắt lo xong rồi các bác nhá. Có khiển zin này các bác nhá. Sách vở catalog đầy đủ rồi, bật nguồn đây này. Đấy, khi mà mình tăng giảm volume thì ở đây nó sẽ tự quay nhá, nó có motor bên trong các bác nhá. Đấy, bát 30 úp đất, âm thanh sẽ lan tỏa khắp phòng. Lỗ thông hơi đằng trước các bác có thể để mọi ngóc ngách trong nhà luôn. Và bây giờ em sẽ test âm thanh súp và dàn nhá. Em sẽ mở cả súp cả dàn, xong rồi em mới tắt súp đi, các bác cùng cảm nhận cái tiếng bát của nó nhá. Em ạ. Tức ngực quá. Em mới tắt súp với con nha, tắt súp rồi đó. Chán chưa? Mở súp này. Quá phê. Như các bác thấy thì em vừa test xong tắt mở súp khi mình đang chơi ở dàn nhá. Âm thanh nó khác biệt hoàn toàn. Của anh nó rất là uy lực, bát chắc và sâu. Em ạ, Yamaha SVK1500 hay vua súp Nhật rồi. Em này là model lớn nhất của Yamaha các bác nhá. Có mức giá là 19 triệu. Đã bao gồm với ship, miễn phí ship toàn quốc rồi các bác nhá. Đấy. Có cả khiển sách catalog đủ. Đấy, dây thì dây nguồn zin, và tặng kèm cho các bác dây kết nối từ vang hoặc từ âm ly. Các bác muốn lấy dây nào thì bác cứ nói với em sẽ tặng kèm luôn. Các bác yêu từ ma 1 đến ma 4 thì liên hệ qua số điện thoại của em 0967874679 hoặc kết bạn Zalo tư vấn thêm nhé.